Chào tất cả các bạn trở lại với trang công nghệ của TRD. Thưa các bạn, ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn một chiếc Asus trong phân khúc đó là màn hình 15,6 inch có màn hình phụ với phân khúc giá đầu tư dưới 15 triệu đồng. Trên bàn của mình đây đó là chiếc Asus F512D được trang bị dòng CPU Ryzen và có RAM 8GB và kèm theo một màn hình 15,6 inch Full HD có LED phím luôn. Hiện nay thì các bạn đều biết là đang cái thời điểm dịch và hàng hóa đang cực kỳ khan hiếm nên các bạn tìm những chiếc máy để học tập và làm việc online phân khúc giá rẻ cực kỳ vất vả và khó mua. May quá các bạn ạ, về được chục con thì các bạn có thể xem review xem có phù hợp, ngon lành thì các bạn hãy chọn chiếc máy này nhé. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, chiếc máy nó có trang bị cấu hình như này. Đó là bạt dán sẵn đây này. Nó trang bị là Ryzen 3 3250U 2.6 RAM 8GB SSD 128. Còn đây là mọi thứ thì nó có sẵn ở bên này nhá. F512D và cấu hình nó ghi ở đây. Phải nói là chưa bao giờ cái lịch sử mà mình bán hàng, mình phụ khách hàng bao giờ là hàng hóa nó lại khan hiếm như bây giờ. Cái gì mua cũng khó, có tiền mà không mua được hàng. Sạc rất nhỏ các bạn ạ. Công suất cái này chắc có lẽ chỉ bao nhiêu đây, 45W các bạn ạ. Nhìn rất là mình, nó chữ nó hơi nhỏ. Sạc của Asus ở chân kiểu như này. Bên trong nó sẽ có sách hướng dẫn sử dụng như này. Vâng, thưa các bạn, chiếc máy có màu gray khá đẹp và thiết kế hơi bo tròn, mang hơi hướng của sự trẻ trung, năng động dành cho những người dùng trẻ. Chúng ta sẽ có một logo Asus đây. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy là 1,6 kg các bạn ạ. Tản nhiệt được đường sau như này. Chỗ này nó làm giả thôi, còn tản nhiệt thật nó chỉ ở đây này. Ở bên cạnh phải của mình thì sẽ có cổng sạc. Đây là cổng USB, cổng HDMI để các bạn kết nối ra màn hình bên ngoài. Và có một cổng USB Type-C, cái cổng này với băng thông mạnh nhất bây giờ. Chúng ta sẽ có cổng phone của mic với giao tiếp 3.5, các bạn kết nối âm thanh và một đầu độc thẻ mini. Cả hai cổng này đều có tính năng kết nối ra màn hình bên ngoài. Cổng này ra băng thông 20G/s, mạnh hơn so với cổng HDMI các bạn nhé. Ở đằng trước các bạn thấy nó không bố trí bất kỳ một cổng gì và có cái gờ như này, các bạn mở máy nó đơn giản hơn. Ở bên này thì chỉ có hai cổng USB, ở đây có đèn tín hiệu của máy đang sử dụng và đèn tín hiệu của pin. Mặt bên dưới cũng làm hoàn toàn bằng nhựa và đây là hai hốc loa. Cái phần này để trên mặt phẳng thì các bạn thấy nó sẽ tuần hoàn không khí để làm mát. Không khí sẽ được hút vào đây, thổi khí nóng ra đây nhé. Thông tin của chiếc máy nó sẽ có hết đây, F512D này. Bây giờ thì mình sẽ mở cái phần lắp đít ra xem nội tạng bên trong nó như nào. Khả năng nâng cấp ra sao mình sẽ chỉ cho mọi người. Và các bạn thấy là Asus thiết kế bo mạch bên trong thì mình nhìn thấy khá đơn giản các bạn ạ. Ống đồng các bạn thấy là nó còn không dẫn đến ra cái quạt luôn. CPU được gắn trực tiếp trên bo main và chiếc máy sẽ có một khe cắm RAM để các bạn nâng cấp. Vì lý thuyết là chúng ta sẽ cắm tối đa là 32GB RAM chiếc máy này. Ổ cứng SD của nó đây, đây là cái Wi-Fi của nó này. Và các bạn thấy là cái khe này nó để chống rất nhiều, quả pin cũng rất là nhỏ. Các bạn ơi, pin bên trong khá nhỏ các bạn ạ. Mình thấy tìm hiểu thì nó có dung lượng là 44,45mAh thôi. Pin này có lẽ duy trì dùng khoảng 3 đến 4 giờ chế độ dùng văn phòng các bạn nhé. Tối ưu cho chi phí này các bạn này. Hai cái loa bên cạnh quả pin. Chiếc máy này cho phép các bạn nâng cấp RAM và ổ cứng, ngoài ra không nâng cấp được bất kỳ linh kiện gì. Ổ cứng lắp tối đa là 2TB các bạn nhé. Và ở đây thì mình nhìn thấy một cái cáp nhỏ này, nhưng có lẽ là cái cáp này chúng ta sẽ nâng cấp được thêm cái ổ cứng 2.5 inch. Trong trường hợp là chúng ta phải có cáp của máy, cái cáp ổ cứng này chúng ta mới nâng cấp được. Vâng, thưa các bạn, chiếc máy thiết kế theo ngôn ngữ hoàn toàn mới. Chúng ta sẽ có một barrier viền màn hình rất mỏng. Và khi cơ chế là chúng ta mở xuống thì các bạn thấy là cái phần này nó sẽ tụt xuống để nâng cái máy chúng ta lên. Đó. Và chúng ta nhìn thấy cái mặt màn hình nó chiếm đến hơn 90%, nó rất là đẹp. Camera được bố trí bên trên, hỗ trợ các bạn quay phim, chụp ảnh, học tập và họp online. Đây, học online, họp trực tuyến thoải mái nhé. Có mic thu tiếng cho mọi người. Và dòng này thì các bạn thấy là rất hiếm những chiếc máy ở phân khúc là dưới 15 triệu đồng có LED phím. Thì Asus đã bố trí chúng ta có LED phím để làm việc về đêm sẽ rất là ok, tiện dụng hơn. Và hành trình bàn phím cao lỗi như này, các bạn bấm phím nhập liệu bàn phím cực kỳ sướng. Chúng ta có thêm 3 hàng phím phụ để hỗ trợ các bạn nhập liệu phím số. Thông thường nó là 4 hàng, nhưng đây bị bớt đi một hàng các bạn ạ. Có phím mật nguồn ở đây. Chip bảo mật vân tay. Đây các bạn thấy này. Tính ra là chiếc máy này bảo mật thì các bạn thấy là bảo mật vân tay thì quá ok rồi. Và chúng ta sẽ thêm một lớp bảo mật mật khẩu nữa. Thì chiếc máy dùng trong môi trường doanh nghiệp hay các bạn cần một chiếc máy để bảo mật mà không muốn ai mở chiếc máy của bạn có thể mở ra. Bởi bình thường nếu mà chỉ mở phá mật khẩu Queen thì vẫn phá được, nhưng mà phá mật khẩu qua con chip bảo mật vân tay này khẳng định là không thể làm các bạn nhé.
Các bạn ơi, ổ cứng trong máy với chất lượng rất là tốt, nó tốc độ đọc lên đến xấp xỉ 1,6 GB một giây và tốc độ ghi thì hơi thấp thôi các bạn ạ, 243 MB. Ổ cứng như này là nhanh gấp 16 lần so với ổ cứng cơ truyền thống. Nó sẽ giúp các bạn khởi động các ứng dụng rất là nhanh. Máy có Bluetooth. Bluetooth sẽ giúp các bạn kết nối các tín hiệu âm thanh và hình ảnh không dây qua sóng Bluetooth. Các bạn có thể kết nối tai nghe hay bất kỳ thiết bị ngoại vi gì hỗ trợ sóng Bluetooth là ok nhá. Đây là con chip bảo mật vân tay này. Ổ cứng build trong máy thì mình cũng không thấy là ghi của hãng gì. Máy trang bị card on AMD Radeon gần fix các bạn nhé. Wi-Fi được tích hợp là Wi-Fi AC, nó còn gọi là Wi-Fi 5. Đây con chip này các bạn thấy là số nhân số luồng nó rất là thấp. Chip này nó tương tự như phiên bản i3 CPU đời 8 trên dòng CPU của Intel nhé. Màn hình như nào. Màn hình này nó là màn hình TN các bạn ạ, chưa được màn hình IPS. Thì đây 3 phủ màu ở mức gọi là khá, 63% sRGB và 40% Adobe RGB. Màn hình có độ sáng 250 nit, nói chung là đủ cho bà con dùng thôi. Đây được cái là RAM 8GB thì nó sẽ loát rất là ok. Màn hình Full HD các bạn ạ, 1920x1080. Nói chung là đây là một cái màn hình cơ bản mà được màn full cũng là sướng rồi, các bạn xem phim các thứ thì nó cũng sẽ tốt hơn. Máy được trang bị cái loa Sleek Master, là Sleek Master trên Asus, các bạn có thể nghe thấy là nó cũng rất là hay đúng không? Loa to rõ ràng, xem phim nghe nhạc trên máy này ok. Với màn hình Full HD thì hiển thị hình ảnh nó rất là nét, so với những chiếc màn hình HD thì nó sẽ bị rỗ, nhưng màn full như này cũng là ngon trong tầm giá. Đây màn hình TN so với màn hình IPS thì khi các bạn thay đổi góc nhìn thì nhìn nó sẽ không được đẹp. Góc nhìn nó sẽ hẹp hơn so với màn hình IPS. Thì các bạn thì làm của lấy một cái máy giá rẻ như này cũng rất là ok trong tầm giá rồi. Đây các bạn thấy là âm bass rất là ok. Các bạn dùng xem phim nghe nhạc chiếc máy này ngon nhé các bạn nhé. Còn màn hình TN thì cũng nói luôn với mọi người thì nó sẽ không được xuất sắc. Mà các bạn có thể dùng thiết kế design với tỷ lệ bao phủ màu như này thì các bạn phải cân chỉnh lại một chút. Các bạn mới có thể làm ngon lành. Vâng, thưa các bạn, thì mình đang test bằng phần mềm Cbench 15R để mình cho thấy cái hiệu năng dòng CPU này. Các bạn thấy là khi nó render với dòng CPU xung nhịp thấp thì các bạn thấy là nó sẽ cực kỳ chậm. Tóm lại là chiếc máy này với 2x4 luồng thì chủ yếu công việc nó phục vụ các bạn đó là xem phim, lướt web, vào mạng, giải trí, chơi game. Và chơi game thì chúng ta chỉ chơi những tựa game tầm trung phổ thông thôi. Cũng như các phần mềm về đồ họa thì chiếc máy nó sử dụng các phần mềm như Photoshop, AutoCAD là nó chạy ok ngon lành. Còn đối với các phần mềm chuyên nghiệp để làm đồ họa thì chiếc máy này không dành cho các bạn nhé. Nó chỉ dành cho những công việc phổ thông. Ở đây chúng ta chỉ thấy là nó chỉ có 274 CB thôi, một điểm số rất là thấp. Và Vega được trang bị trên máy thì cái này nó chỉ bổ trợ cho các bạn làm đồ họa ở mức 2D thôi. Đây các bạn thấy là nhiệt độ trong máy nó sinh không quá cao. Các bạn thấy là cái ống đồng trong máy làm rất đơn giản. Nhưng mà CPU dòng tiết kiệm điện và xung nhịp thấp thì nó cái đồ họa của nó không quá mạnh, chính vì thế là cái nhiệt độ nó cũng rất là thấp. Các bạn thấy là nhiệt độ của máy nó sẽ ổn định ở mức khoảng 71 độ C thôi. Đây các bạn thấy ổn định luôn. Và quạt cũng hoạt động không quá ồn. Còn chế độ 3D thì mình nghĩ rất tệ, bởi vì đơn giản là chiếc máy này không phải dành cho thiết kế đồ họa hay chơi game chuyên nghiệp, bởi vì Vega nó là Vega chỉ hỗ trợ cơ bản thôi. FPS 4 rất thấp. Vâng, thưa các bạn, thì tớ đang chơi từ game Left 4 Dead các bạn ạ. Đây là game 3D nhưng rất là nhẹ. Cái là loa chiếc máy này rất là to. Màn hình full thì nó hiển thị chơi game khá là đẹp. Nhiệt độ chơi game ở mức khoảng 71 độ C. Ô, cái này thì từ vừa nãy làm đồ họa 71 độ thì chứng tỏ là rất ổn định mức nhiệt độ như này. Các bạn có thể cài những tựa game như Liên Minh Huyền Thoại, CS:GO, Half-Life để chế đột kích. PUBG Mobile này có thể chơi chiếc máy này được nhá, chơi giả lập là chơi được. Ok, với mức tản nhiệt như này thì các bạn cứ cài những tựa game này chơi giải trí những lúc rảnh nhé. Các bạn ơi, mình đã trải nghiệm xong với chiếc Asus VivoBook 15F512. Đây là một chiếc máy đơn giản, có thiết kế hiện đại, trẻ trung, năng động với chất lượng màn hình Full HD, có bàn phím OLED hỗ trợ các bạn làm việc về đêm tốt, hỗ trợ nâng cấp RAM, ổ cứng SSD chất lượng tốt, có cổng USB Type-C và các cổng kết nối bên ngoài truyền thống đầy đủ. Với cấu hình này thì các bạn mình đã nói rồi, chỉ phù hợp các bạn làm đồ họa tầm trung, các bạn dùng máy xem phim, nghe nhạc, giải trí, học công nghệ thông tin. Cũng như các bạn dùng chiếc máy này để học tập và làm việc online thì ok ngon lành. Với chất lượng vỏ bằng nhựa thì có vẻ như thực sự nó không được sang,
Nhưng với một chiếc máy giá rẻ với cấu hình như này thì đây là một chiếc máy ngon nhất tại thời điểm này để các bạn có thể mua làm các công việc như vừa rồi. Con này thì nhược điểm các bạn thấy là pin bên trong máy thì mình thấy nó hơi nhỏ, để các bạn chỉ dùng khoảng 2 đến 3 tiếng cho chế độ dùng văn phòng bởi pin là dung lượng hơi thấp, mà ổ cứng bên trong máy kể cả vấn đề chúng ta nâng cấp cái cáp ổ cứng nhưng bên trong máy nó không có cáp, mà các bạn muốn nâng cấp thì chúng ta phải tìm mua một bộ cáp, sau đó là một cái khung ổ cứng chúng ta mới lắp thêm. Thêm một cái ưu điểm nữa của máy đó là mặc dù phân khúc giá rẻ nhưng vẫn có chip bảo mật vân tay là cực kỳ yên tâm nếu các bạn dùng trong môi trường doanh nghiệp. Cần sự bảo mật thì đây chắc chắn là một chiếc máy giá rẻ có cấu hình tốt mà những option cao cấp dành cho các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, chương trình trên tay và đánh giá dòng sản phẩm Asus Vbook F512 của mình xin đây là khép lại các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới mình mang đây mổ xẻ và tư vấn cho mọi người. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TD bằng cách đăng ký kênh. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những dòng sản phẩm mới nhất tại shop nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.